Xin mời kính chào quý khán giả của Người Việt TV và mời quý vị cùng theo dõi phần điểm tin buổi sáng. Hôm nay là thứ ba, ngày 10 tháng 11 năm 2020 và sau đây là một số tin đáng chú ý. Orange County tự động kiểm toán phiếu bầu tổng thống năm 2020. Tổng thống Trump có thể tái tranh cử vào năm 2024. Bên tổng thống đắc cử Biden cân nhắc kiện cơ quan GSA trì hoãn tiến trình chuyển giao quyền lực thống đốc Utah ban hành lệnh đeo khẩu trang bắt buộc trên toàn tiểu bang. Tổng thống Trump sa thải Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper. Thượng đỉnh ASEAN họp tại Hà Nội tuần này giữa những chia rẽ nội bộ. Và bây giờ, mời quý vị cùng theo dõi phần tin chi tiết. Mở đầu phần tin ngày hôm nay, thì Orange County thông báo sẽ tự động tiến hành kiểm toán các lá phiếu bầu cử tổng thống năm 2020 để đảm bảo có một kết quả chính xác, theo nhật báo LA Times. Mặc dù việc kiểm toán này không bắt buộc, theo luật của tiểu bang, cơ quan bầu cử quận Cam cho biết tiến trình này được thực hiện để cung cấp một bằng chứng thống kê rõ ràng là kết quả bầu cử chính xác. Tiến trình sẽ được bắt đầu vào lúc 9 giờ sáng thứ Sáu, ngày 13 tháng 11. Ông Kelly cũng giải thích việc kiểm toán lại hệ thống không giống như việc tái kiểm phiếu mà Tổng thống nhắc đến. Việc kiểm toán này sử dụng một trình tự để giúp xác định và chọn ngẫu nhiên các lá phiếu có rủi ro cao để so sánh với hồ sơ đã lưu trữ. Cũng trong phần tin Hoa Kỳ, thì chiến dịch tranh cử của Tổng thống Trump để đơn kiện lên tòa án ở Pennsylvania vào hôm 9 tháng 11 nhằm ngăn chặn giới chức của tiểu bang công nhận chiến thắng của ông Joe Biden. Đơn kiện do chiến dịch tái tranh cử của Tổng thống Trump và hai cử tri đưa ra cáo buộc hệ thống bỏ phiếu qua thư của Pennsylvania là thiếu tất cả các dấu hiệu về tính minh bạch và khả năng xác thực giống như bỏ phiếu trực tiếp đơn kiện cũng tố các cơ quan cũng như là quan chức Pennsylvania vi phạm hiến pháp của Hoa Kỳ khi tạo ra hệ thống bỏ phiếu hai tầng bất hợp pháp, trong đó hình thức bỏ phiếu trực tiếp bị giám sát nhiều hơn so với bỏ phiếu qua thư. Bị đơn trong vụ kiện là tổng thư ký của tiểu bang là Katie Bufak và hội đồng bầu cử tại các hạt ngã về phe dân chủ gồm Philadelphia và Pittsburgh. Phần lớn các hạt khác nơi mà dân cư thư thất hơn ở tiểu bang Pennsylvania đang có kết quả kiểm phiếu nghiêng về Tổng thống Trump, nhưng họ không bị kiện trong vụ này. Văn phòng của Tổng thư ký là Bookvar hiện chưa bình luận gì về thông tin. Tổng thống Trump, người liên tiếp đưa ra cáo buộc gian lận cuộc bầu cử, đã cam kết tiếp tục nỗ lực pháp lý mà ông hy vọng sẽ có thể đảo ngược kết quả ở tiểu bang Pennsylvania, nơi đã giúp trưởng cử viên đảng Dân Chủ là ông Joe Biden đã vượt ngưỡng 270 phiếu đại cử tri và trở thành tổng thống đắc cử. Chiến dịch tái tranh cử của Tổng thống Trump cùng nhiều đảng viên Cộng hòa đã thực hiện nhiều vụ kiện cáo buộc bất thường về bầu cử kể từ ngày bầu cử ngày 3 tháng 11. Tuy nhiên, thẩm phán liên bang đã bác bỏ các vụ kiện ở Georgia và Michigan. Cũng trong phần tin Hoa Kỳ, thì nhóm chuyển giao quyền lực của Tổng thống đắc cử Joe Biden đang cương nhất sử dụng pháp lý trước một cơ quan liên bang trì hoãn việc thừa nhận chiến thắng của đảng Dân Chủ trong cuộc bầu cử Tổng thống. Hãng thông tấn Reuters cho hay trong bản tin ngày thứ Hai, ngày 9 tháng 11, cơ quan à, GSA, một cơ quan độc lập có trách nhiệm cung cấp và tài trợ kinh phí cho các hoạt động hành chánh của chính phủ, thường công nhận một ứng cư viên Tổng thống khi rõ ràng đã thắng cuộc bầu cử để quá trình chuyển giao quyền lực có thể tiến hành. Bà Emily Murphy, giám đốc văn phòng của GSA, người được Tổng thống Donald Trump bị bổ nhiệm vào năm 2017, vẫn chưa xác định rằng ai là người rõ ràng chiến thắng, theo phát ngôn viên của GSA cho biết. Quay sang phần tin khác, thì cứ thư vị theo phần tin đến từ Salt CD thì thống đốc tiểu bang Utah là Gary Herbert đã ban hành một lệnh đeo khẩu trang bắt buộc trên toàn tiểu bang. Đây là một phần của lệnh hạn chế khẩn cấp để giảm thiểu lây lan của Covid-19 trong tiểu bang ba ngày sau khi ông Herbert tiết lộ đã gặp gỡ các viên chức y tế và cơ quan lập pháp để thảo luận về tình trạng đại dịch coronavirus, ông đã ban hành lệnh hạn chế nhằm giảm sự lây lan của COVID-19 đồng thời tăng cường xét nghiệm trước ngày lễ tạ ơn. Các lệnh hạn chế sẽ duy trì ít nhất cho đến hôm thứ hai, ngày 23 tháng 11. Đây là các luật hạn chế lớn nhất từ chưa từng có ở tiểu bang Utah trong bối cảnh số ca nhiễm COVID-19 tăng mạnh. Thông đốc cũng kêu gọi sự đồng lòng và đoàn kết của người dân Utah để cùng nhau chống lại đại dịch. Các vị chức của tiểu bang chưa biết những điều luật. Thì người dân bắt buộc đeo khẩu trang ở nơi công cộng. Điều luật này có hiệu lực đối với tất cả các cơ sở kinh doanh yêu cầu các nhân viên phải đeo khẩu trang và dán bản báo yêu cầu đeo khẩu trang và bất kỳ doanh nghiệp nào không thực hiện thì sẽ bị phạt. Các hoạt động xã hội tập trung đông người như thường lệ sẽ được giới hạn trong phạm vi gia đình trong thời gian điều luật có hiệu lực. Ngoài ra tất cả các hoạt động ngoại khóa đều phải tạm dừng. Tiểu bang sẽ tiến hành xét nghiệm bắt buộc hàng tuần đối với tất cả các sinh viên đại học cũng như ở trong và ngoài khuôn viên của trường học hoặc là có tham gia ít nhất là một lớp học trực tiếp mỗi tuần. Quay sang một tin khác, thì cái thưa vị Tổng thống Donald Trump vào hôm thứ Hai ngày 9 tháng 11 đã thông báo trên Twitter rằng ông đã sa thải Bộ trưởng Quốc phòng là Mark Esper. Vị trí này được thay thế bởi ông Christopher Miller, Giám đốc Trung tâm Chống khủng bố quốc gia. Cái thưa vị thông báo xuất hiện vào năm tháng sau khi Tổng thống Trump và lãnh đạo của Tòa Bạch Ốc bất đồng về cách giải quyết tình trạng bạo động tại nhiều thành phố Hoa Kỳ. Tổng thống Trump cũng viết trên Twitter rằng ông Mark Esper đã bị sa thải, đồng thời cũng cảm ơn vị bộ trưởng về thời gian làm việc của ông. Trong một thông báo khác, Tổng thống Trump cho biết ông Mueller sẽ là quyền bộ trưởng quốc phòng và lệnh này có hiệu lực ngay lập tức. Ông Mueller từng phục vụ 31 năm trong lục quân Hoa Kỳ và nhận chức giám đốc trung tâm chống khủng bố quốc gia vào tháng 8 năm nay. Trước đó thì ông là bộ phụ tá bộ trưởng quốc phòng về các chiến dịch đặc biệt chống khủng bố và trong vị trí này thì ông Mueller có trách nhiệm giám sát việc điều động lực lượng đặc biệt trong các nhiệm vụ chống khủng bố và giải cứu quân tin Tuy nhiên, ít có khả năng Thượng viện sẽ phê chuẩn cho Mueller trở thành một bộ trưởng chính thức hay cho một người được đề cử nào khác trước khi Tổng thống Trump rời nhiệm sở vào tháng Giêng tới đây. Liên quan đến phần tin đến Việt Nam, thì Hội nghị Thượng đỉnh Nội bộ ASEAN với các đối tác trong khu vực diễn ra trong tuần này ở Hà Nội vẫn theo hình thức trực tuyến vì đại dịch COVID-19. Truyền thông nhà nước tại Việt Nam cho hay Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 37 và các hội nghị cấp cao liên quan sẽ diễn ra từ ngày 12 đến ngày 15 tháng 11 theo hình thức trực tuyến là online thay vì là lãnh đạo các nước tụ tập về đây. Trang mạng của Chính phủ Cộng sản Việt Nam đã liệt kê tất cả 13 hội nghị được dồn lại trong 4 ngày từ hội nghị cấp cao riêng của 10 nước thành viên ASEAN đến hội nghị ASEAN đối với các đối tác của Trung Quốc, Nhật Bản, Nam Hàn, Ấn Độ, Mỹ, Úc, New Zealand và Liên Hiệp Quốc với các hội nghị được đàm phán về Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện ở khu vực. Không thấy các bản tin của cùng máy tuyên truyền của chế độ động chạm gì đến các cuộc đàm phán của Bộ Quy tắc ứng xử trên Biển Đông giữa ASEAN với Trung Quốc cho người ta cảm tưởng nó vẫn đang dậm chân tại chỗ. Và COC từng thấy dự báo kết thúc đàm phán từ cuối năm ngoái nhưng đến nay một năm sau vẫn chưa thấy gì. Hiện chưa thấy có gì tiết lộ về nội dung của cuộc họp ASEAN-Trung Quốc vào cuối tuần này. Cảm ơn quý vị đã theo dõi phần tin tức buổi sáng với Jimmy. Hẹn gặp lại trong phần tin kế tiếp.